Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sang ở cái phân khúc SUV 7 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Audi Q7. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2005, nhập về Việt Nam và đăng ký lần đầu tại Việt Nam là năm 2007. Đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và chiếc xe này đã lăn bánh được chuẩn 13 vạn km quý vị bạn nha. Chúng tôi cam kết là đồng hồ chuẩn. Ở chiếc SUV hạng sang này thì Audi cũng đã trang bị cho chiếc Q7 này là full option quý vị bạn nha. Từ khóa thông minh, đè nổ, start top, nội thất da cao cấp kết hợp giữa da lộn và da xịn và điều hòa tự động 4 vùng độc lập và đầu DVD và hệ thống âm thanh cao cấp loa Bose. Và đặc biệt nữa là có hệ thống nâng hạ gầm quý bạn nha, giảm xóc bóng hơi, đi rất là êm ái. Và đèn pha bi xe nông, đèn led ban ngày, rửa đèn pha. Nói chung là ở cái phân khúc hạng sang này thì chiếc xe Q7 này từ năm 2005 nhưng không thiếu một cái gì cả quý bạn ạ, đầy đủ hết tất cả các option rồi. Với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản hết. Và chủ xe này cũng rất là chăm sóc xe rất là tốt. Xe này thì gần như là xe chơi thôi quý bạn ạ, chăm sóc rất là tốt, rất là đẹp, cho nên là tất cả các chức năng hoạt động đang đều rất tốt quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 330 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Audi Q7 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Audi Q7 2007 tên tư nhân biển Hà Nội nè. Mời quý vị và các bạn. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về cái phần ngoại thất của chiếc xe Audi Q7 2007 này quý bạn nhé. Ở cái phân khúc SUV hạng sang cho nên là Audi cũng đã trang bị cho chiếc Q7 này full option rồi quý bạn nhé. Nhìn bên ngoài thì quý vị các bạn thấy là nước sơn của chiếc xe còn rất là mới, rất là đẹp và chiếc xe này đăng ký màu nâu quý vị các bạn nhé. Đấy, về phần nước sơn và cái phần ngoại thất bên ngoài thì rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là còn rất là mới, rất là đẹp. Một chiếc xe Audi Q7 nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức quý vị các bạn nhé. Rất là đẹp quý vị các bạn ạ. À, nhìn về cái sườn bên lái rất là đẹp luôn quý bạn ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là cái nền rất là phẳng, rất là đẹp. À, nước sơn cũng rất là phẳng luôn quý bạn nhé. À, đây là cái sườn bên phụ này quý bạn ạ, cũng còn rất là đẹp, rất là mới luôn quý bạn ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Đấy. Và cái ở cái phiên bản này là phiên bản S-Line quý bạn nhé, S-Line và Quattro, Quattro tức là hai cầu chủ động luôn quý bạn ạ. Gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương. À, và đặc biệt là cái bộ dàn lốp đây quý bạn ạ. Dàn lốp này thì chủ xe cũng mới thay cả một cái dàn lốp quý bạn nhá. Đấy, là răng đúc size R20 rất là to, rất là thể thao quý vị các bạn ạ. Đấy. Và đặc biệt là chiếc xe này nó có khả năng nâng hạ gầm. Đấy, nâng hạ gầm, tôi đang để cái chế độ gầm cao cho nên là cái khoảng không ở chỗ này nó rất là lớn đây quý bạn ạ. Còn nếu như chạy ở tốc độ hoặc là chạy chậm chúng ta có thể hạ, chạy nhanh chúng ta có thể hạ gầm cho thấp xuống. Còn nếu như chạy chậm thì chúng ta có thể để gầm cao được như này đây quý bạn ạ. Còn nếu như hạ gầm xuống là nó rất là thấp quý vị bạn nhé. Đây là tôi đang để cái chế độ nâng hạ gầm ở cao đây ạ. Đấy. Nhìn về phần đầu thì quý vị các bạn thấy đây ạ, xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xe nông kết hợp với đèn led ban ngày hay còn gọi là đèn daylight đấy ạ. Phía bên dưới là đèn xi nhan này. Rồi đến cụm đèn gầm cuối cùng. Đấy, Audi Q7. Riêng những chiếc xe hạng sang của Đức từ ngày xưa rồi, sản xuất rất là lâu rồi, tính ra là đến bây giờ là hơn chục năm rồi. Đấy, nhưng mà còn rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Chưa bị lỗi mốt. Đấy, phiên bản này là bản Quattro đây quý bạn nhé. Quattro tức là hai cầu chủ động. Đấy.
Audi rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Cụm đèn cũng rất là mới, rất là đẹp. Đây quý vị bạn xem cái cụm đèn này đều rất là mới nhé. Đèn pha bi xenon kết hợp với đèn led ban ngày. Đấy, cảm biến trước quý vị bạn ạ, cảm biến trước sau hay còn gọi là cảm biến quanh xe đều có rồi quý vị bạn nhé. Đấy, rất là đẹp quý vị bạn ạ. Phía bên dưới là rửa đèn pha đây quý vị bạn này. Đấy, có đầy đủ luôn cả rửa đèn pha. Đấy, rửa đèn pha quý vị bạn nhé. Cái bộ la răng này 20 nhìn rất là đẹp, rất là khỏe quý vị bạn ạ. Phiên bản S-Line. Khóa thông minh khởi động bằng nút Start Top. Đấy, nhìn bên ngoài rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Một chiếc xe sang 2007, sản xuất cuối năm 2005 nhưng nhập về là 2007. Đấy, nhưng chiếc xe này có giá chỉ ngang với một chiếc xe i10 thôi ạ. Đấy, xe sang mà giá lại rẻ, phiên bản Q7 đấy ạ. Đấy, Audi, logo của Audi rất là đẹp rồi. Phiên bản 4.2, động cơ xăng 4.2 Quattro luôn nhé. Đấy, cụm đèn hậu đấy ạ, cũng rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, phía bên dưới là đèn lùi, đèn xi nhan. Đấy, cảm biến sau, đấy, có cảm biến sau luôn quý vị các bạn nhé. Cảm biến là quanh xe rồi, camera lùi đầy đủ rồi các bạn ạ. Ở những chiếc xe sang này thì option thì không thiếu cái gì đâu ạ. Đấy, đèn phanh trên cao, cốp điện quý vị bạn nhé. Đây, cốp điện này tôi cho quý vị các bạn xem về cái cốp điện nhé. Khóa thông minh, có thể start top hoặc có thể cắm chìa cũng được ạ. Cốp điện đây ạ. À, xin lỗi quý vị bạn, tôi đang bật cái AC ở trong để cho nó có điện, đèn LED thì là phải ra đây bấm mới được. Đấy, tôi đang bật cái AC ở trong để cho đèn LED nó sáng, cho nên là không thể bấm được bằng chìa, chứ bình thường là bấm được bằng chìa đấy. Đấy, đấy, cốp điện quý vị bạn nhé. Phiên bản 4.2 Quattro. Đấy, cái sườn bên này cũng rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị bạn ạ. Riêng về cái phần thân vỏ này, chúng tôi cũng cam kết với quý vị và các bạn là không bị đâm đụng, không bị va chạm gì cả, keo chỉ nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy, ở cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất bên trong, chi tiết về cái phần nội thất bên trong quý vị bạn nhé. Đấy, option nữa, tôi cho quý vị bạn xem những chiếc xe từ năm 2000, sản xuất từ năm 2005 đến bây giờ mà option thì lại rất là nhiều quý vị bạn ạ. Đấy, đây, đầu tiên là vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần keo chỉ này. Keo chỉ là nguyên bản nhá, chúng tôi cam kết là nguyên bản đấy. Không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì đâu ạ. Keo chỉ nguyên bản này. Ốc bản lề còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, và cái táp bi này quý vị bạn thấy đấy ạ. Táp bi được kết hợp giữa da lộn này, rất là đẹp. Và xe cũng đã được trang bị hệ thống loa bâu âm thanh cao cấp đấy ạ, loa bâu. Và ghế chỉnh điện này, toàn bộ ghế chỉnh điện hết quý bạn ạ, kể cả ghế sau đều chỉnh điện. Và nhớ ghế quý bạn nhé. Đây, nhớ ghế hai vị trí. Đấy, ghế chỉnh điện và nhớ ghế hai vị trí. Vô lăng cũng chỉnh điện luôn quý bạn ạ. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển âm thanh trên vô lăng, kiểm soát sang số thể thao trên vô lăng này. Đấy, sang số thể thao trên vô lăng này, kiểm soát hành trình, ga tự động đấy ạ. Speed limit này, hạn chế tốc độ này. Đấy, ở những chiếc xe này thì option không thiếu một cái gì cả quý bạn ạ. Đây, nội thất thì da lộn đây quý bạn này, hệ thống da cao cấp kết hợp với da lộn. Đấy, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Trần rất là đẹp luôn đây quý bạn này. Ở một chiếc xe sang cho nên là gần như các ông chủ mà sở hữu những chiếc xe này là người ta đi người ta rất tiết kiệm và rất giữ gìn quý bạn nhé. Đấy, tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. À, cánh cửa phía sau bên lái quý vị và bạn nhé. Đấy, đây là về cái phần keo chỉ này. Keo chỉ nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Keo chỉ là chúng tôi cam kết còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ nguyên bản này. Ốc bản lề cánh cửa còn nguyên bản này. Đấy, nội thất thì rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, từ những cái phần trần này, những cái phần nhựa này, túi khí thì quanh xe quý bạn ạ. Bởi vì những chiếc xe Audi, những chiếc xe nhập khẩu từ châu Âu nói chung và của Đức nói riêng là đều rất an toàn quý bạn ạ. Chạy tốc độ cao cho nên là rất an toàn quý bạn nhé. Đấy, nội thất da kết hợp với
nỉ này. Đấy. À, kết hợp với da lộn quý bạn ạ. Xin lỗi quý bạn nhé. Đây là da lộn chứ không phải là nỉ đâu. Đấy, kết hợp với da lộn. Đấy. Và ở hàng ghế sau này cũng được trang bị là hai dàn điều hòa quý bạn nhé. À, hai vùng điều hòa độc lập đây này. Đấy, hai vùng điều hòa độc lập quý bạn nhé. Đấy. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option của chiếc xe Audi Q7 này quý bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn bấm điện lên cho quý bạn cùng xem đã. Xe cũng đã được trang bị khóa thông minh này này. Đèn nổ start top như hai nút riêng biệt này. Nút này nút start, tức là tắt, nút này nút start này. Đấy. Nút này nút start luôn quý bạn nhé. Đấy, nút start thì là tôi cho quý bạn xem đồng hồ công tơ mét này. Chiếc xe lăn bánh được đúng 13 vạn km nhé. Đồng hồ công tơ mét này chúng tôi cam kết chuẩn 13 vạn đấy ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Vô lăng cần số là còn nguyên bản hết này quý bạn này. Đấy, vô lăng cần số nguyên bản nhá. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển này, sang số thể thao trên vô lăng. Đấy. Từ những năm 2005 mà chiếc xe này đã được trang bị là sang số thể thao trên vô lăng rồi này. Các phím điều khiển trên vô lăng này, cruise control này. Đấy, cruise control hay còn gọi là kiểm soát hành trình đấy ạ. Có cả speed limit ở cái đằng sau cái vô lăng này đấy ạ. Đấy. Và cái điều đặc biệt thì quý vị và các bạn thấy đây ạ. Chiếc xe đã được trang bị hệ thống nâng hạ gầm. Đấy, có cả hệ thống nâng hạ gầm đây các bạn nhé. Tôi đang để gầm ở cái chế độ cao, cho nên là để nhìn cho chiếc xe nó cao lên đấy. Tôi quay nhìn nó sẽ thoải mái, dễ chịu hơn. Và option thì rất là nhiều đây các bạn nhé. Từ những cái sấy ghế này. Đấy, và rất là nhiều cái option mà ở trên cái bảng điều khiển này các bạn này. Nhìn những cái bảng điều khiển này còn rất là nhiều option mà chúng ta có thể chưa khám phá được hết được ạ. Đấy, phải sử dụng dần dần thì mới biết được về chiếc xe này ạ. Riêng về cái khóa thông minh nhưng lại được cắm cả chìa đây các bạn này. Nếu chúng ta thích cắm chìa thì dùng chìa cắm mở vặn nổ bình thường. Còn nếu như mà không cắm chìa thì chúng ta có thể bấm start top tại đây. Đấy, rất là hay các bạn nhá. Phiên bản này là phiên bản Quattro 2 cầu. Và nội thất thì rất là đẹp đây các bạn nhé. Kết hợp giữa nỉ, cái da lộn cộng với da cao cấp đấy. Rất là đẹp này. Từ những cái phần nhựa này, phần nỉ trần này còn đều rất là mới đây các bạn nhé. Đấy, nỉ trần này, rồi nhựa này. Vì ở những chiếc xe sang như thế này thì gần như là chủ xe nào đi cũng rất là giữ gìn các bạn ạ. Và đặc biệt lại còn đi ít nữa cơ. Đấy, đi ít mà lại giữ gìn. Anh chủ xe này thì vào gara nhà anh ấy thì không khác thì một cái cửa hàng bán xe ô tô và phân khối lớn quý bạn ạ. Đến mấy cái ô tô và mấy cái phân khối lớn ấy anh có sở thích là chơi xe. Đấy. Rất là đẹp quý vị bạn nhé. Tạm thời thì tôi lại tắt cái điện đi để tôi ra ngoài tôi giới thiệu tiếp cho quý vị và các bạn cùng xem về một số cái option còn lại nhé. Đấy, từ những cái phần nỉ trần này đều rất là sạch, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Tỉ trần cho đến cái phần da. Đấy, nội thất ở cái ghế này đều mới tinh luôn quý vị và các bạn ạ. Loa thì trang bị được loa Bose, hệ thống âm thanh cao cấp nghe rất là hay. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp này lên cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Cốp này là cốp điện rồi này. Đấy, bấm vào đây là mở thôi ạ. Cốp cũng còn nguyên bản luôn quý vị nhé. Cốp sau này là không có keo mà nó chỉ là dập mép cốp tôn này thôi ạ. Đấy, dập mép cốp như là còn nguyên bản hết đấy ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Đấy, cốp điện đầy đủ hết luôn quý bạn nhé. Từ những cái tem của nhà sản xuất này cũng còn nguyên cơ quý bạn ạ. Nếu như bị đâm đụng hay va chạm mà phải sơn đi thì là những cái tem này nó sẽ mất. Đấy, rất là đẹp. Và ghế cũng vậy quý bạn ạ. Ghế thì hàng ghế thứ 3 này thì là gần như là xe 7 chỗ thì ít người dùng đến này quý bạn ạ. Đấy, tôi đang để một chiếc nhé, một chiếc tôi gập lại rồi. Bây giờ tôi gập nốt chiếc xe này lại để cho quý vị các bạn cùng xem là thấy được. Đấy, nó đang vướng cái ghế đằng trước kia. Để tôi mở ghế đằng trước lên một chút. Đấy, là cái hàng ghế sau này được gập. Hàng ghế sau này gập lại thì để lại một cái khoang cốp sau hay còn gọi là khoang hành lý rất là rộng quý vị các bạn nha. Đấy, ở những chiếc xe 7 chỗ như chiếc xe này gập lại thì rất là rộng và rất là gọn này. Phía bên dưới này là có một phần cốp để đồ. Đấy, để đồ này. Lốp sơ cua cuối cùng đây quý bạn này. Đấy, lốp sơ cua ở tận bên dưới này cơ. Có cả móc kéo này, các thứ đồ nghề cũng chưa dùng đến. Vì gần như những chiếc xe này thì không hay sử dụng đến lốp sơ cua quý vị các bạn ạ. Đấy, nội thất đằng sau rất là mới luôn quý vị các bạn nha. Nội thất thì rất là mới này. Và được cái hàng ghế sau này cũng được chỉnh điện luôn quý bạn này. Gập rồi, hạ cốp, gập cốp toàn bằng chỉnh điện luôn quý bạn nhé. Rất là đẹp rồi.
Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem này. Cánh cửa phía sau bên phụ đây. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị và bạn nhé. Keo chỉ là nguyên bản này. Táp bi rất là đẹp luôn, rất là sang. Loa bâu. Ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên bản quý vị và bạn ạ. Đấy, chưa có một con ốc nào tháo luôn nhé. Từ những cái phần nội thất phía sau này, rồi đến những cái phần sàn, thảm 5D rất là đẹp này. Điều hòa tự đằng sau cũng là điều hòa tự động hai vùng độc lập này. Đấy. Rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đẹp từ trần cho đến những cái phần ghế này đều rất là mới. Túi khí thì trang bị quanh xe. Riêng ở những chiếc xe Audi Q7 này nói riêng và những cái dòng xe Đức nói chung thì quý vị và các bạn không phải nghĩ về cái độ an toàn của nó. Độ an toàn rất là cao. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, cánh cửa phía trước bên phụ này. Keo chỉ là còn nguyên hết luôn quý vị bạn nhé. Chúng tôi cam kết là keo chỉ nguyên bản này, không có mất một phân keo chỉ nào cả này. Loa bâu. Táp bi cánh cửa này đều rất là mới, rất là đẹp luôn. Không có điểm gì phải chê ở chiếc xe này nữa. Và kể cả là ghế bên phụ cũng được là ghế gập chỉnh điện luôn quý bạn nhé. Chỉnh điện này. Chỉ khác với ghế bên lái là không có nhớ ghế thôi, chứ còn đều có chỉnh điện này. Từ những cái ốc bản lề cánh cửa phía sau này còn nguyên bản này. Đấy, còn nguyên bản và rất là mới này. Ghế da lộn này. Da lộn nhìn nó bẩn này thôi, chứ còn không phải là bẩn đâu. Vuốt ngược này nó lại khác này. Đấy, cái này cũng thế này. Vuốt này nó lại khác màu. Da lộn, đặc trưng của cái da lộn là nó như vậy đấy ạ. Đấy, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đẹp từ phần ngoại thân, nội thất này. Nội thất thì từ những cái vô lăng này còn nguyên bản quý bạn ạ. Vô lăng này chưa có bọc lại đâu. Vô lăng nguyên bản của xe đấy, vì đồng hồ chuẩn có 13 vạn. Đấy, vô lăng nguyên bản này. Cần số cũng nguyên bản này. Từ táp lô, táp bi đều nguyên bản và rất là đẹp luôn đấy ạ. Về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Nội thất thì không khác gì một chiếc xe mới. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe quý vị và các bạn nhé. Audi cũng đã trang bị cho chiếc Q7 này là một cái khối động cơ V8 4.2 FSI đấy ạ. Đấy, V8 4.2 lít rất là khỏe luôn quý bạn nhé. 8 máy quý bạn ạ. Đấy, 8 máy này. Và cái động cơ này thì chúng tôi cũng cam kết với quý vị bạn là nó còn nguyên bản, chưa làm lại máy đâu nhé. Và chủ xe cũng rất là chăm sóc, bảo dưỡng rất là tốt. Đây, kể cả là những cái mobin này mới thay, nhưng mà chủ xe còn mua thêm cả một chiếc nữa để trong cốp, để có gì mà sơ cua khi cần thiết. Đấy, chủ xe rất là cẩn thận, mới thay có một chiếc thôi. Và anh ta mua 2 chiếc. Mới thay một thì mua hai, một chiếc vẫn đang để trong cốp quý bạn nhé. Mới tinh. Đấy, chủ xe rất là cẩn thận. Tại vì những người sở hữu những chiếc xe sang như thế này thì phần lớn là những người có tiền, và những cái người lại là hay là dân chơi, cho nên người ta đi người ta giữ gìn xe rất là nhiều quý bạn nhé. Đi ít mà giữ gìn nhiều, chăm sóc rất là tốt quý bạn ạ. Cho nên là động cơ rất là bền, rất là đẹp đấy ạ. Và về cái động cơ này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp đi rồi quý bạn nhé. Chúng tôi cũng đã dọn dẹp bằng đá CO2 đấy, chỉ dọn bằng khí chứ không dọn bằng nước ở những chiếc xe sang như thế này. Và đặc biệt là những cái dòng xe Đức thì toàn bộ là phải dọn bằng khí CO2 chứ không thể dọn bằng nước được đấy. Và cái ốc cabo, thưa với quý bạn, đây là cái ốc cabo này. Ốc cabo này là cũng còn nguyên bản, chưa có vết tháo đâu quý bạn nhé. Đây là chúng ta phải xem ở cái nấc dưới này này. Đấy, chưa có vết tháo ở nước dưới nha. Nước trên này là do 5 tháng sử dụng ở trong cái khoang động cơ này nó nóng, cho nên là cái sơn ở bên ngoài nó bị bong mất sơn. Tức là nó bong cái lớp mạ sơn của cái ốc này đi. Nhưng cái chân của cái ốc này này, chân ốc quý bạn thấy này, còn nguyên, chưa có vết tháo đâu. Đấy, quý bạn xem này. Tôi soi rất kỹ vào đây cho quý bạn thấy là cái chân ốc này là còn nguyên này, chưa có vết tháo. Còn bên trên này thì có bong sơn. Đấy, chân ốc còn nguyên luôn quý bạn nhé. Bên này cũng vậy. Bên này cũng vậy này, quý vị các bạn phải xem ở cái chân ốc bên trong này này mới thấy là nó còn nguyên chưa tháo này. Bên ngoài này bong sơn là do nóng thôi, do 5 tháng sử dụng. Về cái động cơ này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc này là còn nguyên bản.
quý vị và các bạn nhé. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và về phần động cơ của chiếc xe Audi Q7 2007 tên tư nhân biển Hà Nội chạy chuẩn 13 vạn km này nhé. Với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 330 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà muốn sở hữu chiếc xe Audi Q7 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video live stream ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.